Bây giờ là khoảng 15 giờ 30 ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thì cái chùa Bà Thiên Hậu Hai này là do chính quyền người ta mới xây dựng ở trong khu liên hợp dịch vụ đô thị á, cho nên đặt tên là chùa Bà Thiên Hậu Hai. Thì trong này sẽ rước cộ trước vào ngày mùng 9 tháng Giêng, rồi sau đó thì mới tập trung ra ngoài cái chùa Bà Thiên Hậu cũ, ngoài chợ Bình Dương cũ, cái đó mới là chính á, là ngày rằm. Trong này là bây giờ người này sẽ tổ chức rước cộ trước. Thì đây là cái quan cảnh bây giờ người ta dân người ta ở đây ta chuẩn bị đang đón cái đoàn rước cộ bà đi qua đi ngang này. Cái lễ hậu chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương á, rằm tháng Giêng hàng năm á, thì có người ta còn gọi là lễ hậu miễn phí. Tại vì trong cái lễ hậu đó nhiều thứ miễn phí lắm, nước miễn phí, khăn lạnh miễn phí, xôi bánh mì, nói chung là nhiều lắm. Đây là một trong những cái điểm đó nè. Lễ hội cung kinh thánh giá, thiên hậu thánh mẫu, sức du thịnh hội, trạm tiếp nước, đơn vị tài trợ nước uống, TDC, đi qua xe, biết đâu đi. Mấy em này phát nước miễn phí nè, nhiều lắm, nhiều cái miễn phí lắm chứ không riêng gì nước. Nước suối khăn lạnh miễn phí. Hai mấy em này đi. Ở đây bao giờ múa hả? Chút xíu nữa, khoảng nửa tiếng. Còn đây cái điểm phát nước miễn phí thứ hai nữa nha. Nhóm âm thanh Thanh Phú Kalen phát nước miễn phí. Lên phía. Bánh mì chay, nước hộp é. Bây lại nè, đây là cái bánh mì miễn phí đợt 2 chứ hồi nãy quay trong lóc là không phải nha, ở trong còn nhà nữa nè, để vô trong coi những thầy em đẹp trai này là phát miễn phí nè. Đây là cái bộ phận hậu cần của âm thanh Thành Phú Kalen gì đó. Thành phố Cà Lem, còn cái nhóm này là hậu cần nhận bánh mì ra để phát miễn phí cho người kia. Nè, bé nhìn vào đó, tối nay lên TV nha. Cười. Còn đây là cái góc nhìn ở trên cao, nhìn toàn cảnh người dân đang chờ xem rước cộ bà ở chùa Bà Thiên Hậu 2 ở thành phố mới Bình Dương. Rồi, chào đi.
Rồi bắt đầu cái đoàn rước cậu tới rồi nè nha. Lùi lùi vô này nhảy giùm em đi. Lùi đi chứ không phải là lắng không đi được. Anh chị mình lùi đi, lùi rồi từ từ coi bên trước là lùi để bên sau coi nè. À đây là cái đoàn cái mô tô mở đường nè. Mời chú ơi, lùi lùi giùm cháu để lát cho anh em mô tô nó mà. Rồi đoàn lên người ta sẽ biểu diễn đi ra chỗ này nè. Lùi lùi giùm em có này đi. 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 Lùi lùi giùm em có này đi.